Cô mến chào tất cả các em. Tiết địa lý hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nước láng giềng của Việt Nam. Mời các em quan sát lược đồ và cho biết tên các quốc gia có chung đường biên giới đất liền với nước ta. Nhìn vào lược đồ, các em thấy nước ta có chung đường biên giới đất liền với các quốc gia sau. Phía bắc là Trung Quốc. Phía tây bắc là Lào, phía tây nam là Campuchia. Đây là ba nước láng giềng gần gũi với Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Campuchia, Lào và Trung Quốc. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về Campuchia. Các em dựa vào lược đồ nêu vị trí và tên thủ đô của Campuchia. Nhìn vào lược đồ chúng ta thấy, Campuchia thuộc khu vực Đông Nam Á phía Bắc giáp Lào, phía Tây giáp Thái Lan, phía Nam giáp biển, phía Đông giáp Việt Nam, thủ đô Campuchia là Phnom Penh. Các em có nhận xét gì về địa hình của Campuchia? Campuchia có địa hình đồng bằng dạng lòng chảo, cư dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với các sản phẩm hồ tiêu, lúa gạo, và đánh bắt cá nước ngọt. Đây là khu vực biển hồ, một hồ nước ngọt lớn nhất Campuchia. Người dân thường sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ở đây. Dân Campuchia thường theo đạo Phật. Trước mắt chúng ta là thắng cảnh Đền Ăn Co Vác, một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Campuchia và được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. chúng ta cùng tìm hiểu về Lào. Dựa vào lược đồ, hãy nêu vị trí và thủ đô của Lào. Quan sát trên lược đồ, chúng ta thấy Lào thuộc khu vực Đông Nam Á, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Myanmar, phía tây bắc giáp Myanmar, phía tây giáp Thái Lan, phía nam giáp Campuchia, phía đông giáp Việt Nam. Thủ đô là Vinh chăng Địa hình Lào khác với Campuchia Lào có địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên. Vì vậy, rừng có vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp nhiều loại cổ quý như quế, cánh kiến. Dân cư sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với sản phẩm là lúa gạo. Đây là Cố Đô Luân Pha Băng, một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Lào và cũng được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới chúng ta cùng tìm hiểu về Trung Quốc. Quan sát lược đồ, hãy nêu vị trí và thủ đô của Trung Quốc. Trung Quốc thuộc khu vực Đông Á, có chung đường biên giới với rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào. Thủ đô là Bắc Kinh. Trung Quốc là quốc gia có diện tích và dân số thuộc hàng đông nhất trên thế giới. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên. Phía Đông Bắc là đồng bằng rộng lớn tạo nên nền văn minh Trung Hoa nổi tiếng. Từ xa xưa, Trung Quốc đã nổi tiếng về tơ lụa, gốm sứ và chè. Ngày nay, kinh tế Trung Quốc phát triển rất mạnh với các sản phẩm như sản xuất máy móc, các thiết bị, hàng điện tử xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. nhắc đến Trung Quốc, ta không quên được các thắng cảnh đẹp và nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Thiên Môn Sơn. Bài học hôm nay các em cần ghi nhớ, Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới, nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Lào, Campuchia là những nước nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô mến chúc các em tiếp thu bài hiệu quả. Các em dành thêm thời gian sưu tầm thêm một số thông tin về các quốc gia này trên mạng nhé. Cô mến chào các em và hẹn gặp lại.